Ui rồi, sâu riêng nút trong cổ luôn nhá. Ôi, ngồi lên xe phi luôn, nhanh. Ố, đéo. Mày nên chọn lắm. Headshot. Ôi trời, thế nào thế trời. Xe trước phải nổ máy ngay đi. Đấy, mình ăn trộm sầu riêng nhưng mà đã bị chủ quán đã tóm luôn tại trận. Đấy. Rồi, một sầu riêng nữa bao nhiêu tiền đâu mà phải đi ăn trộm thế nè. Đùa. Đấy chưa, thử khả năng drip nhưng mà tí nữa thì lại bị răng miệng nó lại ăn với đất nha. Nếu không sao, không sao. Nè, cái gì? Xem đây. Bạn nào ủng hộ đi những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.